Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng các anh chị và các bạn đến với chương trình Tự học tiếng Hoa của chúng tôi Sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn phần 2 của bài 7 Phần này tôi cũng giới thiệu những cái từ mới còn lại của bài này à, Xin mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng xem tham khảo nha Từ thứ 16 chúng ta có từ khờ nợn Khờ nợn âm hán Việt là khả năng Thì âm hán Việt của từ này vẫn còn dùng rất nhiều trong tiếng Việt À, từ này có nghĩa là có thể nó chỉ sự phán đoán của mình như vậy mình đoán ví dụ như ngày mai có mưa không anh ấy có thể đến không gì đó thì chúng ta sẽ dùng cái từ khờ nẫn này chúng ta xem các cái ví dụ đàm thoại bên dưới chín thiên sẽ liễn lại mà hôm nay bạn lâm có đến không khờ nẫn tháp bua lại có thể bạn ấy không đến quay sợ mờ tại sao Yên quê, tha nài nai, sanh thịt bố hậu. Bởi vì bà của anh ấy không khỏe. Sanh thịt bố hậu tức là sức khỏe không tốt. Thì mình có thể dịch là không khỏe. À, mời mọi người chúng ta cùng đọc nha. Chín thiên xèo lĩnh lại <laughs> mà, Khờ nẫn tha bố lại vì sao? mò. Yên quê, tha nài nai, sanh thịt bố hậu. Và đến đây cũng xin nhắc nhở mọi người chú ý cái sự khác biệt giữa cái từ khờ nẫn và các cái từ nẫn và khở gì. Khờ nẫn là chỉ cái sự phán đoán là có thể xảy ra hay không xảy ra. Còn nẫn và khở gì thì chúng ta gặp rồi. Ở trong bài 4, mong mọi người có thể xem lại bài 4 để nắm cho chắc cái cách dùng của những cái từ này. Nắm cho chắc cái sự khác biệt của nó để mình dùng nó có thể chính xác hơn. Kế tiếp chúng ta có từ thứ 17. Từ thứ 17 đọc là suy chào. Suy chào. Âm hán Việt là thủy giác. Thì chữ thủy vẫn còn dùng ví dụ như là uh, khúc thủy du tên của một bản nhạc chẳng hạn. Thủy tức là giấc ngủ hoặc ngủ. Giác, ví dụ như giác ngộ uh, hay là cảm giác rồi thì nó sẽ dùng chữ giác này. Với cái nghĩa trong tiếng Hán hiện đại thì suy chào có nghĩa là ngủ. Chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới. Ba bà suy giao là ma. À, bố ngủ chưa? Tha suy giao là à, bố ngủ rồi. Ma màn á. Còn mẹ thì sao? Hải mỹ. Mỹ là chưa. Chúng ta gặp hồi nãy đấy. Và hải mỹ thì là vẫn chưa. À, chúng ta cùng đọc cái đoạn này nha. Ba bà suy giao là ma. Tha suy gieo là Ma mà á, Hải mẹ. Chúng ta có cái từ mở rộng thêm cho nó Suy ủ Suy gieo là ngủ Suy ủ là ngủ trưa Chúng ta nhớ từ ủ là giờ ngọ Chữ ngủ này là ngọ Khoảng 11 giờ đến 1 giờ trưa Cho nên là ngủ cái khoảng giờ gian Thời gian đó Ngủ vào thời gian đó thì gọi là ngủ trưa thôi Chúng ta xem ví dụ bên dưới 我不喜欢睡午觉 我不喜欢睡午觉, tôi không thích ngủ trưa. Kế tiếp nữa, xin mời mọi người chúng ta xem từ thứ 18. Từ thứ 18 là A. À, âm hán Việt cũng là A. Thực ra âm hán Việt nó không có còn dùng. Nhưng mà vì một số bạn yêu cầu là từ nào cũng có cho âm hán Việt để họ học thành một hệ thống. Cho nên thì mình cũng cứ cho như vậy. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Chín thiên hình rờ hôm nay thật nóng xưa, chín thiên sư chín thiên đúng vậy hôm nay là ngày nắng mà hoàn sang ni ma, của suy san pu và buổi tối bạn có bận không chúng ta đi dạo nhé hậu à được chúng ta thấy là từ a là một cái trợ từ ngữ khí nó là trợ từ thôi đặt ở cuối câu để biểu thị cái sự đồng ý khẳng định nhắc nhở hay là dặn dò gì đó còn những cách dùng khác thì chúng ta tính sau như vậy ta thấy là chin anh hình r hôm nay thật nóng sơ à đúng vậy đó là biểu thị cái ngữ khí khẳng định à, biểu thị sự khẳng định à, các bạn dùng hoài sẽ quen thôi à, ví dụ như chin đi ví dụ như người ta nói là chin en hình r mà nói xưa cũng được không có a cũng không sao cả nhưng mà có a à, cái ngữ khí nó thể hiện rõ ràng hơn mạnh mẽ hơn từ thứ 19 ta có từ dỗ dồn Dỗ dồn âm hán Việt là du vịnh à, Có nghĩa là bơi hoặc là bơi lội Thì từ dỗ dồn này thì từ dỗ là chính Tức là dỗ là du là bơi Du cũng có nghĩa là đi chơi Ta có viễn du nè Rồi Du cũng là đi xa Ví dụ như là du học nè à, Có nhiều cái uh, nghĩa khác nữa Và bơi lội thì có liên quan đến nước Cho nên chúng ta thấy là dỗ dồn phía bên trái của nó có bộ Đó là bộ ba chấm thủy liên quan tới nước Chúng ta xem ví dụ bên dưới nè. Nì huê dỗ dùng ma. Bạn biết bơi không? Huê biết. Nì Còn bạn thì sao? Quả dè huê. Tôi cũng biết. Hoàn sang của mình suy vũ dùng ba. Buổi tối chúng ta đi bơi đi. Họ. bơi là một cái môn mà đó là cần phải tập luyện, phải rèn luyện mới biết được chứ không thể tự nhiên biết. Cho nên biết một kỹ năng chúng ta dùng từ huê. Mời mọi người chúng ta cùng đọc nha. Ni hui yếu yếu ma Hui Nì nè Wo hui Wan sang wo men chi ba Hào và mở rộng chúng ta có cái từ là dỗ dùng sữa sữa không là cái hồ dỗ dùng sữa thì là hồ bơi hồ bơi chúng ta cùng đọc dỗ dùng sữa À, chúng ta xem ví dụ bên dưới xen bên cơ dỗ dùng sữa cơ dỗ dùng phía trước có một cái hồ bơi lượng từ của dỗ dùng sữa là cưa tiếp nữa xin mời mọi người chúng ta xem từ mỹ mỹ này vốn có nghĩa là mỹ dồ thôi mỹ âm hán việt là một nằm ở trong từ mai một hôm trước cũng có giới thiệu đến các anh chị và nó có hai nghĩa Nghĩa thứ nhất là không Khi nó đứng trước các cái danh từ thì nó có nghĩa là không Còn đứng trước các cái động từ có nghĩa là chưa Chúng ta xem ví dụ bên dưới Chín thiên dù rỉnh lại mà Hôm nay có người đến không? Chín thiên mỹ rỉnh lại à? Hôm nay không có người đến tức là không có ai đến à, Mỹ đứng trước danh từ, rỉnh là người là danh từ Cho nên nó có nghĩa là không Hoặc là ví dụ nói là À, chiến đến mỹ sớ hôm nay tôi không có xe à, xe là danh từ và kế tiếp nữa chúng ta xem ví dụ nó có nghĩa là chưa nè xe quảng lại lên à, bạn vương đến chưa vậy Tham mỹ lại Tham mỹ lại bạn ấy chưa đến à, chỗ này là chưa wisher tại sao vinway ipn chai xe gì bởi vì bên ngoài đang mưa chai hay đi với xe gì đó đang mưa đây mời mọi người chúng ta cùng đọc nha Chi thiên vừa rịnh lại mà chim thiên Mỹ rảnh lại à xe quản lơ ma thăm Mỹ lại We summer quay cha xe gì đó kế tiếp nữa Xin mời mọi người chúng ta xem cái từ thứ 21 À, từ đó đọc là tơ, tơ, âm hán Việt là đích, này, ví dụ như mục đích thì nó sẽ dùng chữ này nhưng lúc đó nó đọc theo cách khác, à, đọc cách khác, mấy mốt chúng ta sẽ gặp đến nó sau Và nó là một cái trợ từ, ta tạm dịch là của, tạm dịch là của, và có khi thì chúng ta không có cần dịch, à, có khi chúng ta không có cần dịch, chúng ta sẽ xem cái lưu ý phía bên, phía ở à, phần sau à, Chúng ta thấy ví dụ nè của tờ sơn là học sinh của tôi hoặc là học trò của tôi cái này nó nói ngược lại với tiếng việt nha như vậy cái chủ sở hữu thì nằm phía đằng trước hoặc là chủ mối quan hệ nằm phía đằng trước còn từ trung tâm thì nằm đằng sau của tờ sơn là học trò của tôi xèo quảng tờ chư xỉn chớ cái xe đạp của xe quảng xe đạp của bằng tiểu hương như vậy gặp câu của chữ tơ chúng ta cứ nhớ dịch từ đằng sau dịch lại Xe xeo lì tờ sử thẳng Xe xeo lì thẳng Căng tin của trường Căng tin của trường Tiếp nữa Trơ phân xin Bố xin Bức thư này Bố sư Không phải của bạn đâu Sư xeo Là của bạn Lâm đấy Rồi chúng ta xem ví dụ tiếp bên dưới đây này nè sơ đây là cái xe đạp của ai vậy sĩ tơ thì lúc đó là của ai sĩ tơ xe đạp của ai sư là, là của tôi đấy mời mọi người chúng ta cùng đọc nè của sẽ sơn xe tơ chư chơ xe lý tơ thẳng phân xin sĩyư xỉn sơ chúng ta xem lưu ý à, lưu ý nè chúng ta không cần dùng cái từ tơ này để chỉ cái mối quan hệ giữa mình với những cái người thân ở trong gia đình của mình hoặc là với những cái sự vật mà thân quen hoặc là gần gũi à, ví dụ như Hồ ba bà là đủ rồi, không cần hồ tơ ba Hay là hồ cha, chứ không cần nói là tơ cha à, Nói hồ tơ cha thì người ta cũng hiểu Nhưng mà nói dư rồi, không cần thiết Ông nội tôi là dễ dẻ dè Bà nội tôi là của nài nai Trường tôi là hồ xẻ xéo Thế là được rồi, nếu hồ tơ xẻ xéo cũng được Nhưng mà không cần thiết kế tiếp nữa Trong rất nhiều trường hợp Thì không cần dịch cái từ này sang tiếng Việt tức là dịch ra thì cái câu nó sẽ cảm thấy rất là kỳ ví dụ chén bên dĩ cưa <laughs> hình ta sang tiền phía trước có một cái cửa hàng rất lớn không có phải là cái cửa hàng của rất lớn hay là gì đó không thể dịch như vậy được hình ta tờ sang tiền dịch là cửa hàng rất lớn là được rồi như vậy là trong nhiều trường hợp uh, trong nhiều trường hợp chúng ta không có dịch từ tên này không cần dịch các bạn lưu ý như vậy um, nói về liên mặt lý thuyết thì như vậy nhưng mà các bạn dùng hoài thì các bạn sẽ quen thôi à, từ từ các bạn sẽ quen kế tiếp từ thứ 22 ta có từ xuân thiên xuân thiên âm hán việt là xuân thiên à, vẫn còn dùng nhiều trong tiếng việt xuân vẫn còn dùng rất nhiều mùa xuân và thiên là trời là ngày gì đó vẫn còn dùng rất nhiều và với cái nghĩa là mùa xuân chúng ta xem ví dụ bên dưới à, chúng ta xem ví dụ bên dưới nè miễn đến xuân thiên của chiêu chi miễn đến xuân thiên của chiêu mùa xuân uh, năm sau tôi sẽ đi bắc kinh nì chi cho mờ bạn đi bắc kinh làm gì của khan quay sư tôi đi thăm một người thầy uh, chúng ta có thêm một cái từ mới là từ khan có nghĩa là thăm Bắc Kinh xuân thiên phân hình ta Mùa xuân ở Bắc Kinh thì gió rất lớn. Mời mọi người chúng ta cùng đọc nha. Niên Xuân Thiên của tôi đi Trụ Bắc Kinh. Ni đi Bắc Kinh làm gì? Tôi đi xem nghi vị thầy. sư. Bắc Kinh xuân thiên phong rất ta. Và từ khan có nghĩa là thăm, âm Bắc Việt là chữ kháng, kháng giả rồi này nọ đó, kháng đài, kháng giả ngoài nghĩa là thăm còn có nghĩa là xem gì đó thì mai mốt chúng ta tính sau và chúng ta xem cái ví dụ bên dưới miễn thiên của hứa ba bà khan dễ dễ này nay ngày mai tôi cùng với bố đi thăm ông nội bà nội đi thăm ông bà nội chúng ta cùng đọc nha miễn thiên của hứa ba bà khan dễ dễ này nay kế tiếp nữa ta có từ xa thiên xà thiên ông bán Việt là hạ thiên hạ là mùa hạ đó chữ hạ nó vẫn còn dùng và chữ thiên thì cũng còn à, với cái nghĩa là mùa hè mùa hè mùa hạ gì đều được chúng ta xem ví dụ bên dưới này xin quên Xin tờ thiên xin hỏi bây giờ thời tiết của bắc kinh thế nào nghe chỗ này có tơ cũng được không thì thôi xin ra sư xà thiên

cái tiếp nữa ta có từ chiu thiên, là thu và thiên là thiên thì chiu thiên, âm việc là chữ thu cũng còn dùng rất nhiều, thiên cũng vậy, có nghĩa là mùa thu chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới mùa thu ở bắc kinh đó, thời tiết như thế nào mùa lần về rơ hình lẻn khoai không lạnh cũng không nóng rất là mát mẻ người trung quốc hay nói hai cái dạng phủ định như vậy ví dụ cái gì đó vừa người ta có thể nói là nó không lớn cũng không nhỏ thì đây cũng vậy mùa lần về rơ không lạnh cũng không nóng rồi hình lẻn khoai rất mát mẻ Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha. Bày chiến tờ chú thiên, thiên si tầm mà giang. Vua lần về vua rơ, hành liễn khoa. Chúng ta xem cái lưu ý ở bên dưới. Phía bên trái của cái từ chú là bộ hoặc là chữ hòa, có nghĩa là cây lúa, cây mạ, cái này chúng ta gặp rồi. Bên phải của nó là bộ hoặc là chữ hỏa, là lửa. Như vậy mùa thu là... À, dễ nhớ là chúng ta nhớ là khi cái lúa mà nó chín vàng, nó vàng rực như lửa, tức là cái mùa mà lúa chín á, thì là mùa thu Nó có cái vụ hè thu, tức là mùa hè thì chúng ta gieo lúa và mùa thu thì chúng ta gặt vụ hè thu á. Thì cứ nhớ như vậy thì nó sẽ dễ nhớ hơn Chúng ta cùng đọc nha Bày chính từ siêu thiên, thiên si rồi mà giang lợn, dè rơ, hành khoai Kế tiếp nữa chúng ta có từ tung thiên Tung thiên, âm án Việt là đông thiên Đông là mùa đông vẫn còn dùng Âm hán Việt vẫn còn dùng Nghĩa cũng là mùa đông Chúng ta xem ví dụ bên dưới Bày chiến tờ tung thiên lần bối lợn Mùa đông ở Bắc Kinh có lạnh không? Lần bối lợn có nghĩa là lần ma à, Chúng ta học một cách hỏi mới nha Phê sản lợn Cực kỳ lạnh New York thì thế nào? New York thì thế nào? Về hẳn lần cũng rất lạnh. Mà chúng ta cùng đọc. Bày tờ tung thiên lần lợn. Phê sẵn lần. New hẳn lần. nghe chỗ này chúng ta hoàn toàn có thể nói nó New York đó. Cũng được, không sao cả. À, kế cái tiếp nữa chúng ta có cái từ bì treo bì treo âm hán việc là tỷ giáo gì đó à, có có nghĩa là à, khá hoặc là tương đối bì treo ví dụ chín thiên hình rơ à? hôm nay thật là nóng đấy chín thiên hình rơ à sơ à? bì treo rơ vâng khá nóng xưa à bì treo rơ vâng khá nóng ủa mình suy dụ dùng ba chúng ta đi bơi đi họ được Mời mọi người chúng ta cùng đọc nè Và đến đây chúng ta sẽ so sánh nha Bị treo cái nghĩa nó là khá hoặc là tương đối Nó chưa mạnh bằng hình Hình thì là rất, tức là mức độ cao hơn Nhưng mà từ hình thì lại không bằng từ phê sản Phê sản thì mức độ còn cao hơn nữa Tức là cực kỳ Hoặc là vô cùng là cực kỳ hoặc là vô cùng như vậy chúng ta nhớ là đầu tiên là bì gel là khá hoặc là tương đối mạnh hơn một chút là hình và cao hơn nữa là phi sẵn kế tiếp nữa ta có từ thứ 27 27 là truy họ truy họ chữ truy là chữ tối âm ấm việc là tối vẫn còn dùng nhiều ví dụ tối đa là nhiều nhất tối thiểu là ít nhất ừ tối cao là cao nhất Ví dụ thấy còn hảo là tốt thì chúng ta cũng gặp rồi Và còn dùng rất nhiều trong tiếng Việt Như vậy truy họ là tốt nhất Chúng ta xem ví dụ bên dưới Tôi có việc phải đi Bắc Kinh Tôi có việc phải đi Bắc bạn muốn đi Bắc Kinh là đây là dạng câu hỏi ngữ khí không cần phải có những cái từ à, đại từ nghi vấn gì cả. Bạn muốn đi Bắc Kinh. Tốt nhất là mùa thu rồi hãy đi. Tốt nhất rồi mùa thu hãy đi nhé. á Tại sao vậy? bởi vì bây giờ là mùa hè, rơ thời tiết cực kỳ nóng. Thời tiết rất nóng. Mời mọi người chúng ta cùng đọc nha.

À, tưởng nhớ rồi đó thì chúng ta cũng còn tưởng tượng tưởng nhớ gì đó thì chúng ta cũng còn dùng rất nhiều trong tiếng việt và nó có nhiều nghĩa hơn là ba nghĩa nhưng mà đầu tiên chúng ta tiếp cận với ba nghĩa thôi nghĩa thứ nhất là muốn nghĩa thứ hai là định và nghĩa thứ ba là nhớ chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới xem suy sang tiền mãi chỉ trư bị xưa bây giờ tôi muốn đi à, tôi muốn đi cửa hàng mua mấy cây bút quà và, và hai quyển vở và hai quyển vở à, tôi muốn miễn thiên dầu sữa gen của sàn suy khan chỉ cơ lọc hưởng dầu ngày mai có thời gian tôi định định đi thăm một người bạn cũ dĩ cứ là phượng dầu và nghĩa thứ ba là nhớ nè Trơ chỉ thiên của hắn sàn giá ví dụ một người đó người ta đi đâu và người ta nói là trơ chỉ thiên chỉ là mấy chỉ thiên là mấy hôm như vậy trưa Chị Thiên là mấy hôm nay Trưa Chị Thiên và Khánh Sàng gia, Mấy hôm nay tôi rất là nhớ nhà Khánh Sàng ba bà mà Rất nhớ bố mẹ Như vậy là Sàng này là nhớ thương, nhớ nhung Chứ không phải là nhớ trong nhớ quên Chúng ta lưu ý phân biệt cho rõ nha Mời mọi người chúng ta cùng đọc nè Xin chào, của Sàng Sư Sang Tiên Mãi chỉ trí bị khởi liền cơ bệnh xưa Miễn thiên dù sử chiên Wó sẻng suy khan dĩ cơ lào phẩm dù Trời chỉ thiên của hắn xiǎng cha Hắn xiǎng ba bà ma Và chúng ta so sánh cái mức độ Sẻng suy dỗ chỉ và giao suy dỗ chỉ thì khác nhau làm sao? có bạn hỏi như vậy thì sàng nó chỉ là muốn hoặc là định sàng là định sàng suy dỗ chỉ có thể là muốn đi bưu điện hoặc là định đi bưu điện nhưng mà nếu không đi cũng không sao cả nhưng mà giao suy dỗ chỉ thì ta hiểu là phải đi bưu điện như vậy cái mức độ yêu cầu nó cao hơn quả sàng suy dỗ chỉ tôi định đi bưu điện thôi còn quả giao suy dỗ chỉ à, tôi phải đi bưu điện tức là có việc rất cần không đi là không được đó à, chúng ta lưu ý như vậy như vậy giao nghĩa mạnh hơn sàng và đến đây xin kết thúc phần 2 trên 3 của bài 7. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp các anh chị ở cái phần 3 trên 3 của bài 7, cũng là phần cuối của bài này. Xin chào mọi người.